Xin chào mọi người, hôm nay lại thêm một buổi chiều dẫn Andy đi vòng vòng chơi biển trong cái mùa school holiday. Đi cho Andy được vui vẻ như mọi bạn bè cùng cha mẹ đi chơi vào school holiday. Andy sẽ hello con. Đó, bây giờ phải tranh thủ, Andy còn nhỏ, còn chơi với má mẹ, còn đi chơi với gia đình thì mình tranh thủ dẫn Andy đi chơi. Đó, Andy càng ngày càng lớn. Andy có ngoan không? Hôm nay là chiều thứ ba, ngày 27 tây tháng 12 năm 2022. Thấm thoát mà đã hết, gần hết, còn mấy ngày nữa là sang cái năm 2023 rồi mọi người ạ. Cùng mình đi vòng vòng ngắm biển, ngắm bờ sông nha, vào buổi chiều thứ ba như thế này. Chiều hôm nay rất mát, gió cũng lạnh lạnh. Trước mặt mình là cái lớp ISL của vùng Texas, cũng thuộc vùng New South Wales của tụi mình. Trời mát mẻ, school holiday, ngày lễ nghỉ lễ của cha mẹ cùng con cái ra vạc chơi. Và book cái hotel và những cái chỗ để đi holiday. Anh đi không? Anh đi. Mình đi vòng vòng nha. Thưởng một chút cái gió biển, vì xung quanh đây toàn là biển, đủ thứ biển của vùng New South Wales. Đây là vùng South Coast, vùng phía nam của New South Wales. Đời ngắn ngủi, cứ vui vẻ hưởng thụ được cái gì thì cùng gia đình nên hưởng thụ nha mọi người. Cảnh rất là đẹp. Đất, bờ cõi đất của nước Úc rất là rộng lớn, đi đâu cũng thấy biển, núi rừng chập trùng. Trước mặt mình là cái ISL Club. Mọi người muốn ở trong club chơi mái, ăn uống bia thì chơi, còn lát cùng mình tới một cái khu khác mới khai trương, có nhà hàng, có khu bia ngồi ngắm dòng sông. Đây là chỗ bán đồ ăn và cho mướn tàu. Đó, tàu quá chứ tàu. Nước sông rất là trong, thấy đáy luôn kìa. Anh này thấy không? Thấy đáy luôn nè. Thôi có con cá không? Rồi nó đi khá phú.
Mommy can't swim. Chồng quá trời. Đây là... thư giãn, relax. Jenny ăn làm gì? Đó đây là các chiếc thuyền để cho mướn, 1 giờ thì 120 đồng 1 giờ để đi vòng vòng cái river như thế này. Đó, những con vịt nước. Đó, trước mặt mình là ở dưới nhà là cái nhà hàng vừa mới khai trương cách đây mấy ngày. Mọi người rất là đông, đoán chừng khoảng hơn 300 người chứ không ít đâu. Người ta chỉ ăn pizza và uống bia thôi, vừa bên trong vừa bên ngoài. Ồn ào, mọi người nói chuyện nhau vui vẻ thì cũng thấy là cái nhà hàng khá là đông. Cùng mẹ con đi dạo nha. Thank you very much. Cảm ơn mọi người đã coi cái video gia đình Úc Châu và 8 Úc Châu của tụi mình nha. Bye bye. Chúc mọi người năm mới, năm 2023 tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ, bình an trong ngôi nhà ấm cúng của mình. Xin chào.